apple chính thức cho phép người dùng tự mua linh kiện xịn chính hãng của apple về nhà và thay thế sửa chữa những chiếc iphone của họ wow một thông tin rất vui đúng không mình thì luôn đánh giá rất cao những nước đi có mang tính bảo vệ môi trường bảo vệ người dùng như nước đi này của apple tuy nhiên từ góc độ cá nhân thì mình vẫn thấy rằng nó không có quá nhiều ý nghĩa đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Chi tiết hơn thì để mình chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay về chương trình, về chính sách mới này của Apple cũng như là một số góc nhìn của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Relax đến đây. Đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình đạt được những cái cột mốc cao hơn là 500.000 subscriber. Ok, trước khi đi vào video thì hãy nhắc lại một chút về những cái chính sách bảo hành của iPhone ở Việt Nam. Trước kia thì chúng ta, những người mua iPhone chúng ta sẽ được hưởng một chính sách bảo hành toàn cầu. Tức là các bạn mua máy sách tay, mua máy ở Mỹ, ở Hồng Kông, ở Singapore, Canada, vân vân và vân vân. Mang máy về Việt Nam các bạn vẫn sẽ được hưởng cái chính sách bảo hành đó của Apple. Tuy nhiên sau đó khi mà ở thị trường Việt Nam tương đối là ngập tràn, tương đối là gặp vấn đề với việc kiểm soát những cái dạng hàng trôi nổi thì Apple lại ra một cái chính sách mới tại thị trường Việt Nam thôi. Đó là với những chiếc iPhone mà các bạn mua ở nước ngoài, các bạn sẽ phải giữ những cái hóa đơn mua hàng chính hãng đó thì mới được bảo hành. Còn với riêng iPhone hàng VNA, tức là sản xuất riêng cho thị trường Việt Nam thì các bạn sẽ không cần phải giữ cái hóa đơn đó nữa, chỉ cần mang máy ra là được bảo hành. Tuy nhiên gần đây khi mà iPhone 13 series quá cháy hàng, ví dụ như chiếc 13 mini mình đang có ở đây, thì Apple lại đưa ra thêm một chính sách mới để ngăn chặn việc các gian thương, các đầu nậu nhập quá nhiều hàng về. Đó là kể cả khi các bạn đã mua iPhone VNA rồi, đôi khi nhá các đại lý vẫn có quyền yêu cầu các bạn là phải mang hóa đơn ra thì các bạn mới được bảo hành nói chung là một nước đi mình thấy À, về mặt lý thuyết là chấp nhận được tuy nhiên từ góc độ người dùng thì mình không thích cho lắm tất nhiên là tương lai mình biết shop đăng một đại lý ủy quyền chính hãng của apple cũng sẽ có mở ra một trung tâm bảo hành rất lớn gọi là trung tâm bảo hành ủy quyền của apple luôn để chuyên lo tới những cái việc thay thế sửa chữa bảo hành cho các thiết bị iphone của các bạn thì đó mình sẽ để đường link để các bạn mua iphone 13 series tại shop đăng ở dưới phần mô tả video thì mua hàng tại đây vẫn là hàng VNA, hàng chính hãng mức giá hiện tại những chiếc 13 mini mình có ở đây là khoảng gần 19 triệu hay là iPhone 13 Pro Max cũng loanh quanh khoảng ngưỡng 30 triệu thì là một mức giá mình thấy tương đối ổn trên thị trường đã có sẵn hàng và về mặt bảo hành thì các bạn sẽ đỡ lo lắng hơn trong tương lai đúng không Ok, thế thì quay trở lại với cái chi tiết chính sách này của Apple là gì? Đó là trong đầu năm tới 2022 tại Mỹ nhá Và sau đó thì sẽ được mở rộng ra các quốc gia khác Apple sẽ cho phép người dùng đặt mua những cái linh kiện Ở trên các cửa hàng online của họ, đặt mua trên website ấy, những linh kiện để thay thế cho những chiếc iPhone của các bạn. Hiện tại thì mới chỉ hỗ trợ cho iPhone 12 và iPhone 13. Tương lai thì sẽ hỗ trợ thêm các dòng MacBook chạy chip M1 mới và tương lai xa hơn nữa thì sẽ có thể là mở rộng ra thêm nhiều những cái thiết bị khác của Apple. Các bạn sẽ có thể đặt mua những cái linh kiện cốt yếu của điện thoại như là camera này, màn hình này sau đó thì là toàn quyền phụ thuộc vào các bạn Điện thoại các bạn hỏng pin Các bạn hoàn toàn có thể tự tháo điện thoại ra Lắp pin vào sẽ có những cái hướng dẫn rất là chi tiết của Apple và cái chiếc điện thoại của các bạn sẽ hoàn toàn hoạt động bình thường mà không cần phải qua tay bất kỳ một đơn vị đại lý nào được Apple ủy quyền. Hoàn toàn cái quyền quyết định về cái thiết bị của các bạn là nằm ở trong tay các bạn. Nghe rất hay đúng không? Và chương trình tự sửa chữa tại nhà này được Apple đưa ra khoảng 4 tháng sau khi tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang phải có ban hành những cái quy định bắt buộc các công ty lớn phải cho phép người dùng có khả năng tự sửa chữa các sản phẩm của họ. Ok, nhìn lại bối cảnh một chút, lâu nay thì Apple vẫn luôn cố gắng, vẫn luôn có những bước đi để ngăn chặn người dùng Có khả năng là, gọi là gì ta, thâm nhập vào bên trong các thiết bị của người dùng ấy Ví dụ như là những dòng MacBook hay là iPhone, luôn dùng những cái con ốc, rất đặc biệt mà các bạn khó có thể mua được những cái bộ ốc để tháo nó ra trên thị trường ví dụ như là các dòng iphone dán đầy những cái keo xung quanh này này các bạn sẽ phải có những dụng cụ chuyên dụng như kiểu là súng khò nhiệt để hơ để khò để tách những cái lớp màn hình đó ra và kể cả sau khi các bạn đã mở ra được rồi thì vẫn sẽ có những cái trường hợp ví dụ kể cả các bạn thay thế camera hay là pin chính hãng cho apple nhá thì sẽ liên tục hiện có một cái thông báo ở đây đó là linh kiện của các bạn đã bị thay thế và có thể là của bên thứ ba xong rồi hiện những cái cảnh báo vân vân và vân vân. Ngày xưa mình từng xem một video khi mà iPhone 12 series mới ra, thậm chí là thay cụm camera của hai chiếc iPhone 12 với nhau nó còn hiện thông báo hiện cảnh báo mà không dùng được nữa cơ hiện tại thì một số những cái vấn đề này đã được sửa đổi qua các bản cập nhật iOS nhưng mà nói chung chúng ta đều biết Apple là một công ty rất ghét người dùng động vào thiết bị của họ cái lý do họ đưa ra luôn luôn là để bảo vệ người tiêu dùng với một cái lý do phổ biến nhất đó là để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân điều này thì cũng hợp lý nhỉ gần đây thôi các bạn đều biết là có một chị gái mang MacBook đi sửa và đã bị copy hết toàn bộ dữ liệu nội dung từ Zalo, Telegram các thứ ra. Và đó thậm chí là có một đơn vị bảo hành uy tín nhá. Không biết là khi các bạn mang những chiếc điện thoại này ra những cái cửa hàng sửa chữa bên thứ ba, những cửa hàng nhỏ lẻ thì không biết là dữ liệu của các bạn sẽ còn bị đối xử như thế nào, đúng không? Apple thì cũng đã có những nước đi để thể hiện rằng là họ không thật sự khó khăn với người dùng như vậy bằng cách là họ đã có tới hơn 5.000 đại lý ủy quyền chính hãng của Apple cũng như là họ có một cái chương trình dành cho các cửa hàng sửa chữa độc lập bắt đầu từ năm 2019 tại Mỹ và hiện tại sau khoảng 3 năm thì đã mở rộng ra hơn 2.800 cửa hàng trên toàn thế giới thì đó đó là những gì Apple đã làm lâu nay và bây giờ thì họ bắt đầu có một cái chương trình nó thậm chí còn mở rộng hơn nữa đó là sẽ bán linh kiện chính hãng cho các bạn cho phép các bạn tự sửa chữa nhưng mà cái quan trọng là các bạn có dám sửa chữa cái chiếc iPhone của mình hay không bởi vì cái ý thứ ba mình muốn nói trong video ngày hôm nay đó chính là việc đó iphone của các bạn các bạn đâu có thể mở ra dễ dàng được apple đã có những cái bước ngăn chặn ngay từ phần cứng này ngay từ phần mềm rồi và các bạn mua linh kiện về nó cũng gần như là khá là vô nghĩa đối với đại đa số người dùng cơ bản với đại đa số người dùng khi có những cái linh kiện chính hãng đó về thì các bạn sẽ chỉ có một lựa chọn gần như là chỉ có một lựa chọn duy nhất là lại phải mang ra thợ mang ra các cửa hàng các đại lý để nhờ họ thay thế những cái linh kiện chính hãng đó vào trong cái chiếc điện thoại mà đã bị hỏng linh kiện của các bạn. Và cái vấn đề cũ vẫn lặp lại, đây là những cửa hàng mà không được ủy quyền bởi Apple, không đạt chứng chỉ, không có những cái bước kiểm duyệt gắt gao của Apple ấy. Đôi khi là sẽ bị vấn đề về dữ liệu an toàn thông tin cá nhân này, đôi khi là những người thợ đó không có chứng chỉ gì cả, họ làm hỏng thiết bị của các bạn thì sao? Xong rồi, giá của những linh kiện chính hãng đó thì cũng không phải là rẻ. Và sau khi thêm cả những cái chi phí để thay sửa vào thì cái mức giá cuối cùng của nó, thật sự đôi khi là về mặt lợi ích kinh tế, các bạn sẽ không có nhiều lợi ích kinh tế đâu. Cái chương trình này mình thấy đối với người dùng cơ bản chỉ có hai lợi ích chính thôi. Một, các bạn sẽ có một nguồn cung phụ kiện Apple chính hãng mà có thể tin tưởng được. Và hai là với những người bảo vệ môi trường, với những người mà muốn thật sự là kiểm soát thiết bị của mình thì các bạn sẽ có thêm một lựa chọn thay vì là cứ lúc nào hỏng máy phát phải mang ra trung tâm bảo hành của Apple hay là phải mang ra những kiểu đại lý được ủy quyền ấy, thì các bạn sẽ có những cái lựa chọn khác bên ngoài. Còn thực sự thì cái chương trình này như mình đã nói nó chỉ là cung cấp những bộ phận để các bạn thay thế cho những bộ phận bị hỏng. Thế còn những cái lỗi dở hơi như kiểu là thi thoảng mất email, mất sim, chập cháy chip, hỏng loa, Lúc đó thì các bạn sẽ phải tìm đến những người thợ cực kỳ chuyên nghiệp Họ sẽ làm những cái bước như kiểu là hấp lại chip, hàn lại chip những cái bước này thì nó mới thật sự là khó khăn Và các bạn phải làm những cái thứ như thế này Thì nó mới thật sự là có ý nghĩa về mặt kinh tế Bởi vì thay vì các bạn phải thay pin chính hãng nhá Các bạn sẽ có thể thay những pin bên ngoài Hay là thay vì các bạn phải thay toàn bộ cái cụm mainboard Các bạn chỉ cần hấp lại một con chip thôi Thì đó nó mới có ý nghĩa về mặt kinh tế Nó mới rẻ đúng không Chứ còn cái chương trình này chính xác thì mình thấy Cho đại đa số người dùng nó không có nhiều cái ý nghĩa lắm không tiện và cũng không rẻ hơn nhưng mà đó hoàn toàn chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi còn các bạn nghĩ sao đừng quên để lại comment ở bên dưới nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây xin chào và hẹn gặp lại